Ô, anh đang làm gì đấy? Chú không thấy anh đang nhổ dâu à? Dạo này anh thấy anh xả vãi. Sao lại đi lấy camera mờ tịt như này để nhổ dâu? Ôi, gương chú, đâu? Chú đừng khinh con này. Camera nét vãi rồi này. Anh zoom mình thấy là dâu trắng này. Đâu đây xem nào. Điện thoại camera trước sau như một, soi rõ từng cọng lông, chính là Galaxy A80. Xin chào các bạn, vừa xem video về Galaxy A80. Chương trình nhìn hình đoán máy của Đi Review là một chuyên mục mới, tuy nhiên cũng đã nhận được sự ủng hộ khá lớn từ phía khán giả với hơn 600 lượt comment đánh giá sản phẩm. Và ngày hôm nay mình đã mời được anh Cường, một bạn đồng hành mới của mình, để đánh giá về sản phẩm này nhé. Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn. Mình là Quang Cường, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với Tuấn Anh trong chương trình kết quả của số đầu tiên, chương trình nhìn hình đoán máy. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì mình cũng có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Mình sẽ hỏi bạn Tuấn Anh một số câu hỏi như sau. Theo anh được biết thì sản phẩm Samsung A80 ấy có giá những 14.990.000. Thì anh đánh giá đây là một mức giá khá là cao so với sản phẩm tiệm cận cao cấp. Thì cái này anh nghĩ là khá có thể khó bán trên thị trường ấy. Thì em có đánh giá gì về vấn đề này nhỉ? Đầu tiên là về mức giá của sản phẩm. Thì ban đầu em cũng nghĩ như anh đấy. Với mức giá 14,99 triệu đồng thì đây là một mức giá khá cao. Sau khi tham khảo giá ở di động thông minh thì em lại nghĩ lại, bởi bên họ đã tặng rất nhiều phần quà. Mức giá sau khi trừ quà em phải nói là thực sự rất sốc, chỉ còn 10.990.000. Uầy, nếu vậy thì anh thấy mức giá cũng khá hấp dẫn đấy chứ. Bởi vì trừ đi những 4 triệu cơ mà, tức là giá sản phẩm hiện tại chỉ còn có hơn 10 triệu một chút thôi. Như vậy thì khá là tốt. Thì em có đánh giá sao về cái cấu hình của sản phẩm này? Theo em, về cấu hình của sản phẩm, đây cũng là một điểm cộng đối với Galaxy A80. Bởi vì mẫu máy này dùng con chip Snapdragon 730G tối ưu hóa riêng cho game, cộng với cả RAM 8GB, ROM 128GB, thì chắc chắn những tựa game nặng hay những tác vụ nặng, máy đều xử lý mượt mà. Trong tầm giá 11 triệu thì em cũng thấy có con Oppo Reno, nhưng mà hãng chỉ dùng chip Snapdragon 710 cùng với RAM 6GB nên không thể so sánh đối với Galaxy A80 được. Thì anh cũng tin là chơi game ấy. Thế thì tí anh phải chạy qua di động thông minh mà mua ngay một con chip mới được. Nhưng mà anh biết được rằng là ngoài cái cấu hình của máy ra thì sản phẩm Samsung A80 cũng còn thiết kế và camera ấy. Thì anh nghĩ sao về camera của máy? Không có đánh giá gì về camera của máy không? Galaxy A80 được thiết kế theo dạng xoay lật, có thể nói là trước sau như một đấy. Cụm camera này có 3 ống kính, một ống kính có độ phân giải cao lên đến 48 megapixel. Ống kính thứ hai là ống kính góc rộng có độ phân giải 8 megapixel. Ống kính thứ ba là một cảm biến đo chiều sâu 3D TOF. Vì vậy sản phẩm sẽ chụp ảnh xóa phông hay quay video chắc chắn là sẽ ngon hơn các sản phẩm của phân khúc. Thì theo như chia sẻ của Tuấn Anh thì anh cũng hiểu được chi tiết về cái sản phẩm Samsung A80 rồi. Anh cũng ra có quyết định của riêng mình. Thì anh chắc chắn anh sẽ phải mua một chiếc mới được. Thì bây giờ thì cũng anh cứ câu hỏi của anh thì cũng đã được Tuấn Anh giải đáp hết rồi. Thì bây giờ chúng ta cũng cùng đến với phần cuối cùng, đó là phần tìm xem bạn nào comment hay nhất trong chương trình nhìn hình đoán máy. Thì chưa được không ạ? Được. Lướt qua gần 600 comment, mình nhận thấy bình luận của bạn Tùng Huỳnh khá là thú vị. Bạn có nhận xét tổng thể về những điểm độc đáo trên Galaxy A80. Vì vậy, bạn Tùng Huỳnh chính là chủ nhân của chiếc pin dự phòng Samsung 10.000 mAh đến từ D-Review. Bên mình sẽ liên hệ với bạn ngay sau video này để tiến hành thủ tục trao giải. Đây là số đầu tiên của chương trình nhìn hình đoán máy, và video tiếp theo của chúng mình sẽ còn nhiều phần quà hấp dẫn hơn nữa, sẽ được phát sóng vào 20:30 tối ngày hôm nay 30 tháng 7. Mời các bạn cùng đón xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.